Hải xin kính chào quý quán chị. Thì rất vui khi được của anh chị mình chọn kênh Thuốc Nam, Thuốc Dân Gian, Phan Hải Channel để tham khảo những bài thuốc dân gian. Tiếp tục vấn đề chia sẻ thì hôm nay thì Phan Hải sẽ chia sẻ cho cô quý của anh chị mình một cái cách rất là đơn giản đến bất ngờ để chúng ta có thể hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp, đau cột sống, nói chung là về xương khớp. Ở bộ phận nào trong cơ thể chúng ta về xương khớp mà nó bị đau thì chúng ta có thể sử dụng cái cách này để hỗ trợ điều trị rất là tuyệt vời. Trong khi đó, chúng ta có thể sử dụng pháp đồ điều trị Tây y, nhưng chúng ta có thể kết hợp bài thuốc này để hỗ trợ rất là tốt. Và bây giờ Phan Hải xin mời quý quán chị mình cùng Phan Hải đi tham khảo cái cách này. Hôm nay Hải sẽ chia sẻ cho quán chị mình là một cái bài thuốc nó đơn giản đến sự bất ngờ, nhưng nếu chúng ta hợp thì nó sẽ rất tuyệt vời. Mỗi tuần chúng ta chỉ sử dụng 2 đến 3 lần thôi, nhưng nó sẽ giảm cho quán chị mình rất là tuyệt vời. Trước mắt của anh chị mình đây là một cái trái dừa nước. Dừa nước là dừa chúng ta chặt để uống nước đó ha. Thì của anh chị mình lấy cho Hải là một cái trái dừa như thế này. Bây giờ Hải sẽ lấy trái dừa này xuống và Hải sẽ làm cho anh chị mình tham khảo ha. Cái trái dừa nước như thế này thì cái đầu tiên là của anh chị mình hôm nay có hai cách để chúng ta làm, thì của anh chị mình tham khảo cho kỹ ha. Dừa nước này thì chúng ta sẽ chặt ra đó. Chặt cái dừa nước này ra, chúng ta không chặt hết nha, chặt cho nó mỏng bớt thôi. Đó. Sau khi chúng ta chặt ra được như thế này, đây, dở ra như thế này, đó, dở ra như thế này, đây ha, thì của anh chị mình lấy cho Hải một nắm đậu đen ha, tương đương với lại 15 gram, 10 đến 15 gram một nắm đậu đen như thế này, đậu đen xanh lòng. Nếu không có đậu đen xanh lòng, thì của anh chị mình lấy cho Hải đậu đen thường cũng được ha. Rồi, của anh chị mình bỏ vào cái dừa này, đổ bớt nước ra, xong mà bỏ đậu đen vào và của anh chị mình đậy nắp lại. Có hai cách để chúng ta sử dụng. Một là của anh chị mình đặt trái dừa này lên cái bếp than hoặc bếp bếp ga cũng được, chúng ta nấu. Nấu khi nào mà đậu đen này nó nhừ ra thì của anh chị mình là ăn hết cái đậu đen, uống hết cái nước đó. Mỗi tuần làm 2 đến 3 lần để chúng ta sử dụng nha. Sáng chiều, trưa chiều cũng được. Đó. Cách thứ hai là của anh chị mình gọt cho trái dừa này nó mỏng ra, gọt ha. Đó. Chúng ta gọt bớt cái vỏ nó ra ha, gọt cho nó mỏng đi, mỏng đi, còn cái gáo không á, ở đây cái dao của Hải nó lục quá đó, thì chúng ta cứ gọt cho nó bớt cái vỏ ra. Rồi gọt ra. Đó, chúng ta gọt bớt cái vỏ ra như thế này, gọt hết vòng vòng xong á, của anh chị mình đặt vào cái nồi mà chúng ta, cái nồi hấp á, nó hấp cách thủy á, và của anh chị mình hấp lên, hấp trong vòng ít nhất phải 2 tiếng đồng hồ thì cái đậu đen ở trong cái trái dừa này nó mới nở nhừ ra. Và trong khi nó hấp 2 tiếng đồng hồ là chúng ta thường xuyên canh coi cái nước hấp á, coi cái nước dưới cái nồi hấp á, coi nó cạn không, chúng ta chăm vô thêm, bởi vì nó sẽ cạn nước nha, bởi vì hấp lâu nó sẽ cạn nước, và hấp ở lửa lớn luôn đó. Sau khi mà cái đậu đen này nó nở hết trong trái dừa này thì của anh chị mình cũng sử dụng như cách hồi nãy thôi, mỗi tuần 2 đến 3 lần và sử dụng sáng chiều chiều cũng được. Như vậy thì nó sẽ hỗ trợ của bác chị mình là điều trị về vấn đề đau nhức xương khớp, viêm khớp đó, thì rất là tuyệt vời. Về vấn đề xương khớp á, cột sống hay là khớp gối hay là gì đó thì nó sẽ hỗ trợ cho bác chị mình từ trái dừa này cộng với lại một nắm đậu đen thôi, rất là tuyệt vời. Như vậy Hải đã chia sẻ xong của bác chị mình cái cách để chúng ta có thể chưng đậu đen trong cái trái dừa để chúng ta có thể hỗ trợ điều trị cái bệnh đau nhức xương khớp cho quý cô bác chị mình. Nếu như hợp trong vòng 1 đến 2 tuần lễ thôi, nó sẽ giảm đau cho quý bác chị mình. Lưu ý, bệnh đau nhức xương khớp là bệnh mãn tính, không bao giờ trị dứt điểm được. Khi mà chúng ta đã hết thì chúng ta cũng nên duy trì để phòng bệnh. Chứ mà hết rồi chúng ta bỏ luôn, không sử dụng nữa thì nó sẽ đau lại. Vì nó là bệnh mãn tính, không bao giờ hết dứt điểm năm này qua tháng nọ được. Đó là cách để chúng ta sử dụng trái dừa này cộng với đậu đen xanh lòng. Nếu không có đậu đen xanh lòng, chúng ta có thể sử dụng đậu đen thường cũng được, không sao hết. Rồi, thì của video Hải cảm ơn của anh chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và luôn ủng hộ Hải trong suốt khoảng thời gian qua. Phan Hải chúc của anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn luôn thành công cuộc sống. Bây giờ Hải đến đây, Hải xin được kết thúc. Bây giờ xin chào, xin hẹn gặp lại của anh chị mình vào video tiếp theo.